tay lái trợ lực rất là nhẹ nhàng, đứng một chỗ mà chúng mình ngoái qua cả nhà mình thấy rất là nhẹ nhàng ha. Nào chú thấy ưng ý không chú? Chú thấy ưng ý không? Dạ là của chú rồi đó. Dạ. Tay lái chú thấy nhẹ không? Dạ. Trợ lực nhẹ nhàng ha. Dạ, em chào cả nhà mình ha. Hiện tại thì em đang có mặt tại nông ngư cơ Tư Mì, chi nhánh 2, địa chỉ ở khu phố 4 thị trấn Tân Thành, Bắc Tân Uyên, Bình Dương ha cả nhà mình ha. Thì em có đón một ông chú ở trên Gia Lai xuống ha nha. À, ông chú xuống thì ông chú đã chọn ngay em Isuzu TS 2.5-10 hai cầu tay lái trợ lực này cả nhà. Em đi một vòng cho cả nhà mình cùng ngắm nghía em nói ha. Và ông chú mình có lấy thêm một cái bộ gầu súc nữa cả nhà. Thì hiện tại thì em sẽ di chuyển em Isuzu TS 2.5-10 hai cầu tay lái trợ lực này ha, di chuyển qua bên mấy anh trai cơ khí ha, mấy anh trai sẽ lắp đặt cái bộ gầu súc lên cho em Isuzu TS 2.5-10 hai cầu tay lái trợ lực này ha cả nhà mình ha. Sau đó sẽ bàn giao em nó về Gia Lai mần dâu ha cả nhà mình ha. Đây là chú mình ở trên Gia Lai xuống nha cả nhà. Ở dọn lắm á. Chú mình ổng đã chọn em Isuzu TS 2.5-10 hai cầu tay lái trợ lực này cả nhà. Hiện tại thì chú mình đang chạy test xe ha. Em chạy vô đây để lên bộ gạo cho em nói ha cả nhà. Có mấy anh trai cơ khí trong này ảnh sẽ hỗ trợ ha. Để đó chút được, để đó cho nó chống chạy cho dễ chịu. Isuzu TS 2.5-10 hai cầu tay lái trợ lực. Hết ga coi chú, đạp hết ga phát coi. Rất là êm ái ha. Tay lái trợ lực rất là nhẹ nhàng, đứng một chỗ mà chúng mình ngoái qua cả nhà mình thấy rất là nhẹ nhàng ha. Tầng nó tầng nhanh chậm. Dạ. Theo chú thấy ưng ý không chú? À. Chú thấy ưng ý không? Dạ là của chú rồi đó. Dạ. Tay lái chú thấy nhẹ không? Dạ. Trợ lực nhẹ nhàng ha. Mới vừa xem thôi là chúng mình đã quyết định chốt ngay em nó cả nha. Dạ dạ. Chạy đây để lên cái bộ gào súc này cho em nó nè cả nha. Tám mốc 3 ha.
nó có cái e này chứ. Kéo kéo mạnh ra tắt. Con này, con này nó giọt đó đúng không? Giọt. Nhưng mà chú thấy cái con xe trong cái video với ở ngoài nó có giống nhau không chú? Dạ. Dạ. Giờ là anh trai bên bộ phận cơ khí sẽ thiết kế và lắp đặt cái bộ gào súc lên cho em nói hàng cả nhà mình ha. Có gì là mình chảy cà phê ra xong mình cào ra ha. Chảy cà ra. Cà chú có bệnh trảnh nhiều không chú? Được mấy hết chú? Nhà chú được mấy hết cà? Ít rồi chú mua mấy cày chú để là cào cà phê ra đó. Dạ, nó tiện hơn chú mày. Nó tiện hơn cho mình ha, đỡ công cán đồ này nọ. Không có thời gian nữa. Dạ. Thì mày là anh trai bên bộ phận kỹ thuật của nông dân cơ sở mày đã lắp xong cái bộ gạo chút rồi ha, cả nhà mình ha. Không biết đồ ok rồi ha. Chú Lộc thì đang test thử ha. Chú Lộc sao test thử rồi thấy sao? Dạ sao chú không thử xuống cả vô vỏ bên trước anh luôn sao phải gạch hả? Dạ 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 rồi chơi thử cái ha. Để cái ống bên với bộ bao anh dạ dạ này còn là để cái ống còn quá nữa đâu được nha. Dạ 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 được ấm bộ chìa của nó ha. Rồi rối được hình ha. Đây. Rồi ông chồng. Phải uống cho nhịp tim của ông chú là dễ không? Ê, tầm 7 nha bồ. Đúng rồi, thì mày bắt làm quá làm rồi. Thứ hai rồi không ai. Với nhau con chơi hoài bồ. Thứ ba. Cháu đâu tiêu vậy. Rồi cái chồng rồi. À, gắp xong cái tu sới rồi cả nhà. Đến phần sới quay ha. Đến đúng số ha. Rất là êm ha, rất êm luôn, không vụn miếng nào đâu.
như vậy thì em nó cũng hoàn chỉnh rồi cả nhà, có đầu gầu súc và đuôi sới ha. Hiện tại thì anh Quân đang di chuyển em nó lên xe tải ha cả nhà, cũng khá là cồng kềnh nha. Hơi khá khá cồng kềnh ha. Dài hơn cái xe tải rồi cả nhà mình đây là khi người ta thảo vui sửa hiện tại thôi. Chung thì cái thùng xe hơi ngắn cả nhà, phải tháo cái gào ra nó mới vừa ha. Dạ, có tặng chúng mình hai cái vỏ xe ha, với mấy cái bông sới kèm theo ha. Vừa chưa, vừa chưa? Vừa đóng bẩn chưa? Để lên cầu cái. Vừa đẹp ha. À, chú Lộc ơi, ông đại diện nông cơ tư mày ha. Ông có gì hơn, xin cảm ơn chú rất nhiều ha. Cảm ơn chú nông cơ ha. Dạ, chúc chú về mà ngang phát tài phát đạt hay chú. Dạ. Và cái video em cũng khá dài rồi cả nhà mình ơi. Em xin kết thúc cái video tại đây ha. Hẹn gặp lại cả nhà mình trong cái video tiếp theo ha. Còn bây giờ thì em xin chào và xin chúc cả nhà mình có một buổi tối thật là vui vẻ cả nhà mình ơi.